Đề bài là có bao nhiêu cách xếp 4 người lên 3 toa tàu mà không có toa nào trống. Chúng ta phải hiểu là 4 người và 4 người luôn là khác nhau. Không bao giờ trên đời này có chuyện là 4 người giống nhau. 4 người là phải khác nhau. Rồi xếp lên 3 toa mà yêu cầu là gì? Không có toa nào trống. Tức là toa nào cũng phải có người, đúng không? Thế thì chúng ta mới suy nghĩ là gì? Chúng ta có 3 cái toa tàu ở đây, đúng không? Chúng ta có 4 người ở đây. Việc của chúng ta là xếp lên đây mà không có toa nào trống. Vậy chúng ta nhẩm trong đầu chúng ta phải hiểu là gì? Có thể một toa sẽ có 2 người, toa kia có 1 và có 1, đúng không? Rồi, chứ còn trường hợp 3 làm sao mà được? 3 thì 0, 1 à? Không được. 2, 2, 0 à? Không được. 4, 0, 0 à? Không được, như thế nó bị trống. Nó có toa trống. Mà toa nào cũng phải có người thì nó chỉ có trường hợp là 2, 1, 1 thôi. Hoặc là hoán vị nó đi thì nó sẽ là 1, 2, 1. Hoặc là hoán vị đi là 1, 1, 2. Cái đại ý là vấn đề mình suy ra là gì? Là một toa phải có 2 người. Còn 2 toa kia, mỗi toa 1 người. Đấy, vậy bây giờ mình làm sao mình xếp được thế này là ok, đúng không? Vậy các bước làm của mình là gì? Bước 1, mình sẽ chọn ra 2 người trong 4 người đã chọn. Có 4 người đứng ở kia kìa. Mình là người xếp khách lên tàu, mình bảo mời hai bác ra đây. Thế là mình sẽ chọn lấy hai bác, bác áo cam và bác áo đỏ đi. Rồi, chọn 2 người, C24 cách. Chúng ta phải nhớ cái định nghĩa của tổ hợp là cứ chọn 2 trong 4 thì nó là C, tức là tổ hợp. Rồi xong. Bây giờ việc của chúng ta là sau khi đã mời 2 người khách ra đây rồi, trước mặt chúng ta có 3 toa tàu. Thế chúng ta cho 2 khách này lên toa nào? Lên toa 1 hay là toa 2 hay là toa 3? Toa 1 hay là toa 2 hay là toa 3? Vậy chúng ta sẽ phải chọn một toa trong 3 toa để cho 2 khách lên. 2 cái khách mà mình vừa chọn ấy, chọn 1 trong 3. Định nghĩa của nó là gì? C13 cách. Nó là tổ hợp mà. Rồi xong, 2 khách đã lên tàu rồi. Ví dụ thầy thích cho 2 khách vào giữa đi. Xong. Bây giờ chúng ta còn gì? Chúng ta còn 2 khách đứng ở dưới và 2 toa tàu chưa có ai, đúng không? Chúng ta hiểu trong đầu là gì? Còn 2 toa trống và 2 khách chưa lên. Việc của chúng ta bây giờ là gì? Xếp mỗi người vào một toa, đúng không nào? Xếp mỗi người vào một toa. Thế cái tình huống này là nó là gì? Nó là tổ hợp à? Hay là chỉnh hợp? Hay là hoán vị? 2 toa và 2 người, 2 khách và 2 chỗ, 2 người và 2 ghế, 2 đồ vật và 2 vị trí. Nó là gì? Nó là hoán vị, đúng không? Vậy thì đến đây chúng ta là gì? Chúng ta hoán vị 2 người khách này vào 2 toa trống. Nếu như người A mà vào đây thì người B vào đây và ngược lại. Nếu người B vào đây thì người A vào đây. Tức là có 2 người xếp vào 2 toa thì mình cứ đảo, đảo. Thế là xong. Vậy có 2 giai thừa cách. Cái phần này nó là hoán vị mà. Công thức hoán vị là N giai thừa. Đây, 2 giai thừa cách. Vậy kết quả sẽ có là gì? C24 nhân C13 nhân 2 giai thừa, kết quả bằng C24 là 6. 6 nhân 3 nhân 2 bằng 36 cách. Đáp số thầy làm bài này ra 36 cách. Con xem có ok không nhá. Sai thì báo thầy để thầy sửa lại.